Xin kính chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một video để dựng và test một đôi loa cho bác Minh ở tỉnh Lai Châu về để làm phòng hát kinh doanh. Thì hôm nay em có lên một cấu hình như này để làm phòng hát. Em ghép bộ này vào phòng hát cực nhiều rồi. Các anh em khen chất âm của nó rất là dày, tiếng rất tốt khi ghép vào phòng hát. Ghép vào phòng hát kinh doanh đây không phải là chuyện đơn giản mà bát nào cũng có thể ghép được. Có nhiều các dòng bát mà ghép vào phòng hát nên tiếng không được hay. Thế nên là hôm nay em có lên một cái cấu hình để cho các bác nào mà đang làm phòng hát thì tham khảo. Thế vào phòng hát thì Tùng Nguyễn sẽ dựng một cái cấu hình là vỏ 6012. Mình có thể treo đứng lên. Đấy, vỏ treo đứng, treo dọi xuống. Vỏ 6012, lưới màu đen, cực dày, lưới màu sơn sơn tích điện. Và vỏ thùng của nó là vỏ thùng màu đen. Cấu hình phễu của nó là phễu của hình quả táo. Còn bát của nó thì là bát màng gân đỏ 3 gân của hãng sạc Win Vega. Tí nữa Tùng Nguyễn sẽ mở nhạc lên để cho các bác nghe cái cấu hình để các bác nghe nhạc. Thì hôm nay em có ghép vào phòng hát thì ghép một loại tép của nó cực kỳ chất lượng. Hôm nay về hàng. Hôm nay tiếp tục về hàng cái mẫu tép LG từ 1204. Em báo mấy mẫu trước là không có tem, mẫu này nó có tem rồi các bác nhá. Công ty phải dán ngay. Lắp nhôm hình bông hoa từ 1204, con tem này tiếng nó cực hay các bạn, bén lắm. Hay kinh khủng luôn, con tép từ lắp nhôm này côn 44 từ 1204 rất khỏe luôn. Từ 1204 nhưng tiếng nó ra ngang ngửa với từ 1204 các bạn, khỏe lắm. Và củ bát mang thương hiệu sạc Win Vega, con này tiếng của nó cực hay luôn, từ 190 và côn 76. Đấy, ghép vào phòng hát thì không cần phải nhiều trống làm gì cả, mà chỉ cần một đôi bát có cái tiếng dày alo lên, nó chất tiếng, nó dày tiếng, nó không bị vỡ bể tiếng, hoặc là cấu hình tiếng của nó vào phòng hát nó rất là sướng. Đấy, rất là hợp với phòng hát. Màng của nó được kết hợp, các bác nhìn này, xương nhôm đúc trẻ đôi nhé. Bích thép màu trắng. Bích thép màu trắng. Màng của nó thì được kết hợp quá nhiều sợi bông thủy tinh, các bác nhìn cái lấp lánh như sao. Lấp lánh như sao và kẹp lỗ của nó bằng thép trắng được vịn vuông. Ở trên củ bát của nó được dán cái tem QC bát. Nhiễm màu vàng từ 190 côn 76. Bên trong thùng các bác nhá. Mút tiêu âm trứng, thùng chạy gen độc giác, thùng gỗ MDF. Thùng rất là nặng và dày, chống sâu. Tép này, tép của nó đẹp không các bác. Mã là HG44098. Chính hãng của công ty NG Lewiston. Ngày trước thì Tùng Nguyễn có các cái mẫu tép giờ xét ghép vào chất âm ok. Hôm nay ghép một đôi tép NG có chất âm cực tốt luôn. Tiếng tép lẩy và đánh ghe rất hay. Thì hôm nay Tùng Nguyễn sẽ mở một đoạn nhạc ở qua cái chiếc loa này các bác nhá. Chiếc loa full này lắp xong rồi. Các bác cùng thưởng thức chất âm. Đôi loa này đang lắp lên là 6,1 triệu. Các bác lắp tép loa loại đẹp của loa khác chỉ có 5,7 triệu thôi. Trao một người ngày xưa anh đã
với dòng sản phẩm này, khi các bác ghép lên thì tiếng của nó cực hay. Không những ghép vào phòng hát và ghép karaoke gia đình, karaoke gia đình chất tiếng của con bát Vega này cực kỳ tuyệt vời. Dòng bát này em đang cung cấp rất nhiều năm ở trên thị trường và cửa hàng ở tại cửa hàng em. Các bác có nhu cầu đến dòng sản phẩm bát hoặc tép hoặc phân tần có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng Tùng Nguyên Audio. Đây là một đôi loa Tùng Nguyên dựng, không có phải nhập ở đâu cả mà lộ tặng, các bác đang được xem rồi. Đấy, lộ tặng thì nó chỉ có như thế này thôi. Các bác cảm thấy hợp lý thì có thể ủng hộ Tùng Nguyên và theo dõi kênh của Tùng Nguyên xem cả ok không thì bắt đầu mua hàng ở bên cửa hàng Tùng Nguyên nhá. Đấy. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến các dòng loa phim hát karaoke và các phòng hát hoặc là đánh cà phê vỉa hè có thể liên hệ trực tiếp với Tùng Nguyên. Và hôm nay em xin chào tạm biệt tất cả các bác nhá.